Chú Tâm xin chào anh em nha. Quay trở lại video clip ngày hôm nay thì em yêu lên mới cấu hình cực kỳ đẹp luôn. Cặp BB900SE và một đôi loa PV của Mỹ đời cao X6. Tiễn biệt về bộ này về Hưng Yên cho anh trai. PV kết hợp BB. Bây giờ anh cho em đôi dắt này lên đấu xong anh vào cái này làm cái gì? Này tiếp đón anh Thắng và anh Tĩnh Hưng Yên. Okay. Trước anh mua một cặp JB935 bên nhà Miu cách đây vài năm rồi. Hôm nay là thu lại cái phòng nó nhỏ gọn thì anh lại muốn chơi hai đôi này và hôm nay anh thanh lý lại cặp loa MR935 này thì bên em cũng thực hiện thanh lý luôn cho anh em là đầu tư về một đôi 935 này nhá. 935 này chỉ vệ sinh đi cái là đẹp thôi. Đây kìa, hàn đỏ đây, dương đây, thâm đây, không có làm sẵn sàng. 935 MR935 anh mua cách đây 3-4 năm của bên em rồi. Hôm nay thanh lý giá đẹp cho anh em 25 triệu. Thanh lý 25 triệu, không đến, bán rẻ cho anh em nào đầu tư. Tét tét này, tét đôi 935 MR935 thanh lý này, giá sập sàm cho anh em. MR935 à, đời cao, giá 20 triệu. Quá ok luôn. 20 triệu cho cặp MR935 à. Vệ sinh đi cái là đẹp này. Anh dùng mấy năm rồi nhưng mà chất âm vẫn không thay đổi. Chỉ bẩn thôi. Có một đôi. Còn bác nào muốn mua hàng mới kinh tình đẹp mẫu mỏng thì giá 32 triệu. Cặp này 32 triệu chưa vệ sinh rồi, cặp kia 20 triệu chưa vệ sinh. 20 triệu cho 935 à.